Sáng ngày 10 tháng 7, tàu Marine Gas Achilles chở 70.000 tấn khí tự nhiên hóa lỏng LNG trị giá khoảng 830 tỷ đồng đã cập hệ thống kho cảng LNG Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là những tấn nhiên liệu LNG đầu tiên đến Việt Nam do Tổng Công ty Khí Việt Nam BVGas nhập khẩu. Tàu Marine Gas Achilles không lớn so với các siêu tàu container thường cập cảng Cái Mép, Thị Vải, trọng tải toàn phần cũng nhỏ. Nhưng vì lý do an toàn cho chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên, nên Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đã điều hai hoa tiêu ngoại hạng có kinh nghiệm để dẫn tàu vào cảng an toàn tuyệt đối. Hệ thống kho cảng, đường ống dẫn khí và bồn chứa do BVGas làm chủ đầu tư với tổng số tiền gần 6.500 tỷ đồng, trong đó riêng bồn chứa có trị giá 6.135 tỷ đồng. Hệ thống kho cảng này được xây dựng từ năm 2019 đến nay đã hoàn thành và tiếp nhận những tấn LNG đầu tiên được nhập khẩu vào Việt Nam. Theo BVGas, việc sử dụng LNG làm nhiên liệu thay thế các loại khác đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tại Việt Nam. Đáng chú ý, việc sử dụng LNG sẽ giảm thiểu phát thải CO2 đến 30% so với sử dụng than đá và dầu mỏ.